Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chỉ trong vòng 22 ngày, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người tử vong, thương tâm và bị thương. Cụ thể, khoảng 19 giờ 40 ngày 10 tháng 3 năm 2024, anh Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973 chú huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách dừng nằm biển kiểm soát. 51B26149, loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông, chạy tuyến cố định Nghệ An Đồng Nai, chạy trên cao tốc Cam Lộ La Sơn hướng Quảng Trị Đà Nẵng. Khi đến tại km 58, cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái đuôi xe ô tô tải biển kiểm soát 75C01691 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải San Hiền có địa chỉ tại thành phố Huế do tài xế Phan Đình Thành sinh năm 1988 trú thành phố Huế điều khiển bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh Cụt Văn S, sinh năm 2004, cùng chị Cụt Thị P, sinh năm 2004, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tử vong tại chỗ, và nhiều người khác bị thương nặng. Hiện còn các nạn nhân được điều trị tại bệnh viện. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2024, tại km 48 cộng 200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36A 48567 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C 13659 hậu quả làm 3 người tử vong thương tâm, xe con biến dạng. Đáng chú ý, hai vụ tai nạn xảy ra ở các địa điểm cách nhau chưa khoảng 10 km. Cũng tại tuyến đường này, ngày 28 tháng 2, trên cao tốc La Sơn Túy Loan, xảy ra vụ lật xe đầu kéo làm một người tử vong tại chỗ. Theo đó, khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C-15826 kéo theo rơ móc 37R-04051 do tài xế HSH 41 tuổi, chú tỉnh Nghệ An, điều khiển chạy trên tuyến đường trên theo hướng Bắc Nam. Khi đến km 43-700, địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ lao vào ta luy đường và bị lật. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ, xe đồ kéo hư hỏng nặng. Như vậy, chỉ tính từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, trong vòng 22 ngày, tại tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đã xảy ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người tử vong và hơn chục người bị thương. Tại cuộc họp do Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Hải Minh chủ trì ngày 22 tháng 2, nhiều ý kiến cho rằng trên toàn tuyến tồn tại nhiều điểm kết thúc vượt xe có thiết kế nền đường theo kiểu bó hẹp thắt cổ chai. Đơn cử như vị trí tại km 48 200 nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết vào trưa ngày 18 tháng 2 thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ngoài ra trên tuyến cao tốc thiếu vắng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông chưa có hệ thống chiếu sáng camera phạt nguội cần bổ sung thêm các biển báo về tốc độ khoảng cách bày tỏ nhiều băn khoăn trước cung đường tử thần bạn đọc th cho rằng tai nạn thảm khốc trên cao tốc cam lộ la sơn chứng tỏ nhiều lái xe vẫn chưa rút ra kinh nghiệm từ những vụ việc trước đó trước tiên vẫn là tốc độ xe họ đậu trên đường mà không kịp xử lý giảm tốc độ thì không thể biện minh tôi nghĩ đạo đức lái xe của một số tài xế xe khách rất kém, kết hợp với tính bất cẩn và liều mạng trong mọi tình huống nên tai nạn liên tục xảy ra. Bạn đọc TH nêu ý kiến. Anh Doãn Hùng, Hà Nội, người từng đi trên tuyến cao tốc này kể lại, tình trạng xe khách chạy ẩu, lấn làn trên tuyến cao tốc này khá phổ biến. Đáng sợ hơn, nhiều tài xế lấn làn bứt tốc bất chấp khoảng cách an toàn, thậm chí lấn sang làn đối diện ở cả những đoạn cấm vượt. Tuyến đường chưa thu phí nên mật độ lưu thông rất đông đúc, hơn nữa do chưa có hệ thống giám sát phạt nguội lực lượng chức năng xử phạt còn thưa vắng nên tình trạng chạy ẩu diễn ra khá phổ biến anh hùng cho hay nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng kiểm tra và có phương án hợp lý cho xe lưu thông thậm chí nếu chưa đảm bảo an toàn thì nên đóng tuyến nếu cho chạy thì giảm tốc độ xuống 50 đến 60 km/h 1 giờ sáng ngày 11 tháng 3 cao tốc Cam lộ La sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau tai nạn Tại hiện trường vẫn còn rất đông hành khách của xe khách biển kiểm soát 51B26149 đang chở xe trung chuyển đưa về xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để ăn uống nghỉ ngơi, trong khi chờ lực lượng chức năng bố trí phương tiện để tiếp tục hành trình. Đa phần họ đều không giấu nổi sự mệt mỏi, trên mặt còn phỏng phất sự sợ hãi sau tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng, Cụt Văn S, sinh năm 2004, và chị Cụt Thị P, sinh năm 2007, cùng chú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tử vong. 9 người trên xe khách bị thương gồm Linh Thanh Trung, 2 tuổi, Linh Văn Khăm, 23 tuổi, Lương Thị Bích, 23 tuổi cùng chú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Cụt Văn Nam, 1 tuổi, Cụt Văn Huyên, 25 tuổi, Cụt Văn Xuân, 27 tuổi, Cụt Văn Xuân, 32 tuổi cùng chú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Lương Thị Khách, 24 tuổi và Cụt Thị Phun 27 tuổi cùng chú thị xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Hiện 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền. Hầu hết các nạn nhân chỉ bị đa chấn thương nhẹ hoặc xây sát. Anh Cụt Văn Tuyền, chú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, anh có 4 năm làm nghề cạo mủ cao su ở Bình Phước. Tết năm nay anh về quê Kỳ Sơn ăn Tết. Đến sáng ngày 10 tháng 3 thì anh lên xe khách biển kiểm soát 51B26149 để vào lại Bình Phước làm việc. Tối cùng ngày xe dừng ở Quảng Bình để mọi người nghỉ ngơi ăn tối sau đó lên xe để tiếp tục hành trình. Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng gần 20 giờ, khi ấy tôi và hầu hết mọi người đều đang ngủ. Tôi nằm ở giường cuối ngay cạnh hai vợ chồng bị chết. Lúc ấy tôi đang mơ màng thì nghe tiếng va chạm mạnh. Giật mình tỉnh dậy thì thấy xe khách hỏng nặng phần đuôi và không thấy hai người bên cạnh đâu. Tôi tự thấy mình may mắn khi nằm ở cuối xe nhưng không bị thương tích gì. Anh Tuyền kể theo anh, Cụt Văn Tuyền, vì là người cùng làng nên anh biết khá rõ về hai người chết sau vụ tai nạn. Họ là hai vợ chồng con rất trẻ. Chồng là anh Cụt Văn S, sinh năm 2004, và vợ là chị Cụt Thị P, sinh năm 2007. Cặp vợ chồng này cùng là người dân tộc Khơ Mú. Họ mới sinh con đầu lòng được khoảng 6 tháng tuổi. Do cuộc sống khó khăn nên phải gửi con ở lại cho ông bà nội chăm sóc, rồi khăn gói cùng nhau vào Bình Phước để xin làm nghề cạo mũ cao su kiếm sống. Anh lở bá dĩa, dân tộc Hơm Mông, chú Nghệ An cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khá đông khách, hầu như không còn giường trống. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh dĩa nằm ở giường giữa. Khi anh đang say giấc ngủ thì tiếng va chạm mạnh làm anh giật mình tỉnh giấc. Sau cú va, xe khách vẫn lướt đi một đoạn thì mới dừng lại. Khi tinh thần ổn định, quay lại phía sau thì mới biết xe gặp tai nạn. Toàn bộ phần đuôi xe tan nát, hầu hết những người chết và bị thương đều nằm ở giường cuối xe. Những người nằm ở đầu và giữa xe thì may mắn không bị thương, nhưng ai nấy đều khá hoảng loạn. Anh Kha Văn Bản, người dân tộc Thái, chú Nghệ An, chưa hết bàng hoàng kể lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Bản nằm ở giường giữa nên may mắn không bị thương. Trên xe phần đa là người của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Có người thì đi vào Bình Dương, có người thì vào Bình Phước hoặc Con Tum. Xe đang đi thì lái xe bất ngờ đánh lái rồi phần đuôi va vào xe tải. Cú va mạnh khiến mọi người trên xe giật mình tỉnh giấc. Sau cú va, xe tiếp tục chạy trong tình trạng rung lắc, như sắp lật được khoảng hơn 500 mét thì mới dừng lại. Thời điểm đó, mọi người trên xe đều hoảng loạn, sợ hãi. Anh Tản nhớ lại, Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên, ngay trong đêm 10 tháng 3, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, cũng như làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung xử lý hiện trường và thông tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn trong thời gian sớm nhất. Sau đó, ông Hoàng Hải Minh cũng vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chi 5 triệu đồng một người để hỗ trợ cho hai nạn nhân tử nạn. Mới đây, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe tải dừng đỗ ven đường, làm hai người tử vong tại chỗ, ba người bị thương và sáu người phải đến cơ sở y tế thăm khám. Theo ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3 tại km 58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Tài xế Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách 51B26149 chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên, xe khách va chạm với xe ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành sinh năm 1986 ở phường An Hòa thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến hai người một nam một nữ tử vong và bốn người khác cùng trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại xã Phong An huyện Phong Điền. Theo thông tin ban đầu, tài xế xe khách cho biết trên xe có khoảng hơn 40 hành khách. Thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn trời tối và không có đèn đường. Khi xe đang di chuyển thì bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên cao tốc nhưng không có đèn báo khẩn cấp. Do trời tối, xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp nên khi gần đến nơi tôi mới phát hiện ra. Lúc đó tôi buộc phải đánh lái gấp sang làn đường bên trái để tránh đâm trực diện vào xe tải. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần khiến đuôi xe va vào xe tải. Thời điểm đó tôi không dám phanh vì nếu phanh rất có thể xe sẽ bị lật do đó tôi phải thả cho xe lướt đi theo quán tính khi xe ổn định thì mới đánh lái sát vào lề đường bên phải rồi dừng lại tiếc là trên xe tôi cầm lái không có camera hành trình để ghi lại hình ảnh thời điểm tai nạn anh lê hoàng quân nói hiện lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế đang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn Trước đó ngày 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe container khiến 3 người tử vong.